Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhắc lại câu chuyện đã cảnh báo nhiều lần, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, thậm chí bán bằng 50% giá trị thực. Nhiều vấn đề khó khăn bất cập của nền kinh tế được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ ra rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp hiện nay, mà đầu tiên là dòng tiền. Việc điều hành tín dụng có vấn đề khi lúc thả ra quá nhanh, lúc siết lại cũng nhanh, khiến các doanh nghiệp rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, những gì bán được đã bán và bán chỉ 50% giá thực và người mua là nước ngoài. Đây là câu chuyện chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, rất nguy hiểm, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh. Kinh tế khó khăn là vậy, song ông Dũng nêu thực tế, tinh thần giải quyết công việc chưa tốt nên rất khó. Các thủ tục đầu tư hiện nay hoặc không làm hoặc mất 2 năm mới giải quyết được một vấn đề, khiến các doanh nghiệp không thể làm gì. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư cũng kém, vấn đề cải cách môi trường đầu tư bị mờ nhạt. Chúng ta đấu tranh mấy năm nay, thể chế đã cải thiện rất nhiều để giảm điều kiện kinh doanh, nhưng giờ thông qua các văn bản của bộ, ngành, địa phương cho thấy đã phát sinh hàng nghìn thủ tục. Ông Dũng cho biết đang rà soát xem văn bản nào trái quy định, hạn chế quyền của người dân và doanh nghiệp. Theo ông, đây là những vấn đề làm cản trở, ách tắc hoạt động nền kinh tế hiện nay. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư khẳng định Chính phủ rất nỗ lực với nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện được đưa ra, bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ông Dũng lo ngại để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5% thì các quý còn lại tăng trưởng phải sắp xỉ 8%. Dù khó khăn, Chính phủ vẫn giữ mục tiêu này để phấn đấu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nếu tình hình thế giới trong nước có chuyển biến tốt, vẫn có khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay, song ông phải thừa nhận chỉ tiêu này rất thách thức. Câu chuyện về cán bộ sợ sai, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm một lần nữa được đặt ra khi bàn về vấn đề tăng trưởng kinh tế xã hội. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, hiện tượng cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm việc cầm chừng xảy ra khá phổ biến ở các địa phương, các ngành. Bà nhắc lại việc Thủ tướng đã có công điện, chỉ thị để nêu rất mạnh mẽ quan điểm việc xử lý tình trạng này, nhưng để chỉ ra địa chỉ nào có hiện tượng làm không tốt vẫn còn chung chung. Phản ánh câu chuyện từ thực tế, trưởng ban công tác đại biểu cho biết, khi đi địa phương, thấy có tình trạng địa phương khó làm quá thì gửi văn bản hỏi Trung ương và các bộ ngành. Các bộ ngành lại trích quy định và đề nghị làm theo luật. Người ta bí không làm được thì hỏi lại trả lời làm theo luật, cứ qua lại như vậy là tình trạng khá phổ biến, theo bà Thanh. Giải trình về thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chỉ ra khó khăn bên trong là tâm lý thị trường, niềm tin xã hội và có cả việc né tránh sợ trách nhiệm cán bộ thực thi các cấp. Ông dẫn chứng năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh gửi 584 văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã trả lời 604 văn bản. Vấn đề đó không quan trọng, mà quan trọng là tất cả các nội dung hỏi đều thuộc thẩm quyền của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hiện tượng né tránh, đùn đẩy, đá lên xong lại ngồi chờ, tức là không làm gì, ông Dũng nói. Theo ông, mỗi năm của giai đoạn 2018-2021, Thành phố Hồ Chí Minh cấp trung bình 70 dự án bất động sản, nhưng trong 2 năm qua, địa phương này chỉ cấp 8 dự án, hầu như đứng bóng hết, không làm gì. Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh, vấn đề lớn nhất là cán bộ, các cấp, sợ, né tránh, đùn đẩy, lẩn tránh không làm. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, các chuyên gia góp ý nhiều và đề nghị Chính phủ tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ. Cần khắc phục một bộ phận cán bộ, chưa biết là lớn hay nhỏ, cả trung ương và địa phương, lẩn tránh, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không chịu làm, đùn đẩy trách nhiệm, việc của anh đẩy cho người khác, việc cấp dưới đẩy lên cấp trên, Chủ tịch Quốc hội nói. Bất động sản như đầu kéo của một đoàn tàu, đầu kéo khựng lại thì toàn bộ phía sau sẽ bị dồn toa. Điều này đã phản ánh rõ nét trong kết quả kinh doanh quý đầu năm của các doanh nghiệp vừa được công bố. Trước bối cảnh thị trường không thuận lợi, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã trượt dài trong thua lỗ vào quý 1 vừa qua. Tiêu biểu là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland, mã chứng khoán NVL, ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất hơn 604 tỷ đồng, sụt giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi khấu trừ hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế chuyển âm 410 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ đậm nhất từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Hàng tồn kho tiếp tục chinh phục mức cao mới là gần 137 tỷ đồng, tổng tài sản giảm hơn 1 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 256.194 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu khá mỏng, chỉ hơn 44 tỷ đồng, nếu phải trả hơn 211.786 tỷ đồng.
chiếm 82% tổng tài sản. Nguyên nhân khiến lượng tiền sụt giảm trong quý là do ngoài khoản chi cho các hoạt động kinh doanh, Novaland chi gần 2.228 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, từ đó kéo âm dòng tiền hoạt động tài chính, dẫn đến dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 3.236 tỷ đồng. Tương tự trong quý vừa qua, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát Trạch chỉ đạt lợi nhuận sau thuế hơn 22 tỷ đồng, giảm tới 92% so cùng kỳ. Tổng nợ phải trả là 13.511 tỷ đồng, với chi phí lãi vay hơn 88 tỷ đồng trong quý 1/2023. Trung bình mỗi ngày Phát Đạt phải chi gần 1 tỷ đồng để trả chi phí. Trong năm nay, doanh nghiệp đối diện áp lực lớn từ hơn 2.500 tỷ đồng trả nợ trái phiếu. Không những thế, nhiều doanh nghiệp bất động sản quy mô nhỏ hơn cũng chịu chung số phận khi doanh thu chạm đáy, như công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi. Nghiên cứu của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, ngành bất động sản có khả năng lan tỏa đến trên 40 ngành kinh tế quan trọng khác, trong đó có ngành gắn bó nhất là xây dựng. Quý đầu năm, ông lớn công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán HBC đã báo lỗ sau thuế 445 tỷ đồng, xác nhận quý lỗ nặng thứ hai trong lịch sử hoạt động. Cung ứng nguyên vật liệu cho hoạt động xây dựng, một số doanh nghiệp thép cũng điêu đứng. Quý 1/2023, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, mã chứng khoán TIS lỗ sau thuế 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 29 tỷ đồng. Hoạt động trong lĩnh vực môi giới, công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Senden, mã chứng khoán CRE ghi nhận doanh thu môi giới bất động sản trong quý 1 là 69 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ hết chi phí, Senden lỗ sau thuế 8,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 142 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong quý 1/2023, thị trường tiếp tục trạng thái trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận dấu hiệu tích cực về nguồn cung và giao dịch tại một số dự án chung cư có vị trí thuận lợi, được đầu tư bởi các chủ đầu tư uy tín và có chất lượng bàn giao tốt. Doanh nghiệp bất động sản, môi giới, khách hàng và nhà đầu tư cùng nhau chờ. Trong khi đó, toàn bộ thị trường nín thở, không hoàn toàn án binh bất động, nhưng luôn trong trạng thái nghe ngóng, chờ đợi từng động thái từ phía chính phủ. Đáng chú ý, mặc dù thanh khoản giảm, nhưng giá bán trung bình tại các dự án phần lớn không thay đổi so với quý trước. Giá bán trên thị trường thứ cấp giảm mạnh, có dự án giảm đến 15-20%. Nguyên nhân là hết thời gian ân hạn nợ gốc, nhiều khách hàng không còn đủ tài chính để giữ hàng, đành chấp nhận các lỗ sâu. Nhiều người vẫn còn tâm lý bắt đáy, chờ giá tiếp tục giảm. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã có dự thảo đề án thí điểm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất bằng phương thức hoán đổi đất ở, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan này cũng đã có công văn xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đề án này trong thời gian chờ sửa luật đất đai 2013. Trong đó kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi điều 74 luật đất đai 2013. Theo nội dung dự thảo đề án, Thành phố Hồ Chí Minh xin Trung ương cho phép thực hiện thí điểm trước 3 dự án lớn tại thành phố Thủ Đức, gồm dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự án công viên khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và dự án khu công viên Hồ Điều Tiết, khu dân cư Tam Phú. Tỷ lệ hoán đổi đất nông nghiệp lấy đất ở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng là 10%, 12% và 15%. Tỷ lệ hoán đổi càng cao tương ứng với diện tích xây dựng khu tái định cư tại dự án càng lớn. Chẳng hạn, tại dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, phường An Phú, thành phố Thủ Đức có quy mô hơn 186 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.000 tỷ đồng và chưa được thành phố bố trí vốn bồi thường trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Với tỷ lệ quy đổi đề xuất là 10%, 12% và 15%, tương ứng với các tỷ lệ quy đổi sẽ có diện tích xây dựng khu tái định cư của dự án là hơn 32 ha, 38 ha và 46 ha. Tổng vốn đầu tư theo các tỷ lệ khoảng 1.300 tỷ đồng, hơn 1.400 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng. Với các phương án trên, nếu được chấp thuận, trước mắt thành phố sẽ áp dụng thí điểm tại các dự án trọng điểm như thu hồi đất dọc hai bên các tuyến đường vành đai cao tốc, tạo quỹ đất đấu giá phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo lý giải của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, điều 74 Luật Đất đai 2013 không quy định về phương thức bồi thường bằng đất ở hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với đất nông nghiệp. Do đó, khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, người dân được bố trí tái định cư tại khu tái định cư của dự án đối với phần đất ở bị thu hồi toàn bộ và không còn nơi ở nào khác trên địa bàn. Đặc thù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, hiện quỹ đất nông nghiệp không còn để giao nên phải thực hiện bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi đất. Điều này đẩy chi phí bồi thường của dự án lên rất cao.
Từ thực tiễn, các dự án đã triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ bồi thường bằng tiền giữa đất nông nghiệp và đất ở trong cùng dự án phổ biến là 10 đến 17%. Tuy nhiên, khi hộ dân nhận tiền bồi thường về đất nông nghiệp thì khả năng mua lại được vị trí tương đương đã bồi thường là rất thấp. Nếu được quy đổi sang đất ở đã được hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật với tỷ lệ phù hợp, được tái định cư tại chỗ thì đảm bảo được tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất. Chẳng hạn, tại dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư để phục vụ dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định, thành phố Thủ Đức đã triển khai trong năm 2022. Theo đó, bồi thường đất ở có giá hơn 81 triệu đồng một mét vuông, đất nông nghiệp là hơn 8,4 triệu đồng một mét vuông. Tỷ lệ bồi thường giữa đất nông nghiệp và đất ở là 10,41%. Dự án xây dựng mới trường mầm non Tam Bình Savico, thành phố Thủ Đức triển khai năm 2022, bồi thường đất ở hơn 45,7 triệu đồng một mét vuông, đất nông nghiệp hơn 7,8 triệu đồng một mét vuông. Tỷ lệ bồi thường giữa đất nông nghiệp và đất ở là khoảng 17%. Như vậy, dễ nhận thấy những ưu điểm của phương thức này là giảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tỷ lệ đồng thuận của người dân cao hơn, rút ngắn được thời gian thu hồi mặt bằng, tái định cư tại chỗ, giảm thiểu tối đa khiếu nại khiếu kiện, dự án tiến hành khả thi cũng như hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và chủ sử dụng đất theo nhận định của đề án. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.